dân tộc Tày ở vùng đất biên giới này. Từ lúc còn là bào thai đến khi từ dã trần gian để về với tiên tổ, mỗi người con dân tộc Tày đều gắn liền với các nghi lễ then. Đến với những bản làng người Tày, ta nghe thủ thỉ nhẹ nhàng lời hát then đàn tính, hòa mình vào âm hưởng của núi rừng. Dù trải qua những thăng trầm của thời gian, then cổ vẫn giữ được bản sắc riêng có, độc đáo và trọn vẹn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Then Cổ Tảng Tiên do xã Hoành Mô biểu diễn. Mọi gia đình hạnh phúc.